Tôi bị men gan tăng cao nhưng không rõ nguyên nhân. Tôi đi kiểm tra thì không bị nhiễm những loại virus viêm gan nào. Vậy phải làm sao ạ? Chào bạn, ở trường hợp của bạn là bị men gan tăng cao, có thể do nguyên nhân là ăn uống hoặc là một lý do nào đó. Đối với bệnh tăng men gan thì có thể điều trị bằng cây thuốc nam. Những loại thảo dược dân gian giúp điều trị chứng men gan tăng cao đó chính là cây xạ đen, cây cà gai leo hoặc là cây an xoa. Bạn chỉ cần sử dụng một trong các loại thảo dược trên để đun nước uống hàng ngày. Sau khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng thì tình trạng tăng men gan của bạn sẽ được cải thiện. Hiện nay thì nhà thuốc có bán tất cả những loại thảo dược trên. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline bên dưới để đặt mua thuốc ạ.